Xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hiện tại tôi phía sau là ngôi nhà xây theo cách hiện đại ở một vùng quê, thì các bạn có thể khám phá không gian ngôi nhà này với diện tích là 130m2, và chúng ta sẽ khám phá không gian các phòng nhé. Tôi mời các bạn chúng ta tiến vào bên trong để khám phá không gian các phòng, và chúng ta khám phá phía bên ngoài trước, sau đó các bạn sẽ khám phá bên trong nhé. Yến giữ Yến nhìn thấy bác không? Rồi, cảm ơn nhé. Rồi, mời các bạn tham quan ngôi nhà xây vùng quê với phong cách hiện đại. Các cái khối hộp xếp lại đây các bạn nhé. Xây dựng theo cái phong cách hiện đại. Giờ mời các bạn tham quan phía ngoài trước, sau đó chúng ta tiến thành tham quan phía bên trong nhà. Ngôi nhà có diện tích 130m2, có một phòng khách và 4 phòng ngủ nhé các bạn nhé. Một phòng khách và 4 phòng ngủ. Phòng khách kết hợp với phòng thờ. Chúng ta sẽ tham quan phía bên ngoài ngôi nhà trước để các bạn nhìn. Chúng ta sẽ tham quan phía hông của ngôi nhà này. Đây, từ đây cổng. Yến ra khép cổng rồi cho bác. Khép hai cái cổng rồi. Đoạn này đi. Rồi, ngôi nhà đang giai đoạn hoàn thiện, chưa tiến hành sơn các bạn chú ý nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi vòng quanh tham quan phía ngoài ngôi nhà một lượt này. Đây là phía cổng ngôi nhà. Đây, phía từ ra chúng ta nhìn thấy cổng ngôi nhà. Cơm cho thằng Phú ăn cơm. Cho chó ăn rồi. Anh ăn đi. Cái... Rồi các bạn tham quan, đây là chủ nhà đây rồi. Đang đứng ra đón khách rồi. Rồi. Quay có đẹp trai không Yến? Quay nhìn quay bác có đẹp trai không? Bác Hùng quá đẹp trai đấy. Ngôi nhà đang chuẩn bị Tết cho đầy hoa hướng dương. Các bạn tham quan tiếp cái cảnh phía trước của ngôi nhà nhá. Sau đó chúng ta sẽ tham quan hết khu vực phía ngoài, chúng ta tiến hành bên trong xem cách bố trí không gian phòng. Đây là phía cháu. Đây là phía trước cửa ngôi nhà để không gian. Cái gạch này là bao tiền mét vuông anh? 9.000 mét vuông. Rồi, các bạn quan sát cái phía tường gạch ốp, một cái gian phòng ngủ. Cái gạch này là 90.000 một mét vuông gạch này các bạn nhé. Nhìn rất đẹp. 90.000 một mét vuông. Đấy, các bạn nhìn gạch này, rất đẹp. Chúng ta sẽ tham quan phía bên ngoài đằng này. Đây là khu vực cửa nhà vệ sinh. Đấy. Khu vườn cao ở vùng quê. Rồi, mời các bạn đi, chúng ta bước lên cái bậc tam cấp để vào không gian phòng khách của gia đình. Anh Hùng, anh tắt tiếng đi. Tắt tiếng thì đâu bảo. Tắt tiếng TV á. Tắt rồi. Vâng. Rồi mời các bạn chúng ta sẽ vào tham quan khu vực phòng khách của gia đình. Và hôm nay là đang dịp Tết, ngày mùng 2 Tết. Các bạn nhìn đây là khu vực phòng khách. Đây là phòng khách nha các bạn nha. Kết hợp với phòng thờ của gia đình luôn. Phòng khách này có diện tích bao nhiêu mét vuông anh Hùng ơi? 35 mét vuông. Phòng khách có diện tích 35 mét vuông các bạn nhé. Rồi, chúng ta quan sát hệ trần của ngôi nhà. Xung hai bên, mỗi bên là phòng ngủ. Hai phòng ngủ. Chúng ta có 4 phòng ngủ. Rồi, các bạn từ phía phòng khách chúng ta nhìn ra sân.
khu vườn cao quê, vùng cảnh vùng quê rất thanh bình các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ tham quan khu phòng ngủ phía bên tay trái các bạn có hai phòng ngủ. Mày đang kéo mất bản quyền đấy. Khi nào mà em dẫn khách lên đây nườm nượp thì lúc anh thu vé nhé. Các bạn tham quan khu vực phòng ngủ số 1 đầu tiên các bạn nhìn đây, phòng này chưa kịp dọn dẹp này, các bạn nhìn cuối năm. Phòng này có diện tích là 16m2 các bạn nhé, 16m2. Đây là phòng ngủ số 1. Tiếp theo các bạn sang tham quan phòng ngủ số 2. Từ phòng khách chúng ta nhìn từ phòng ngủ số 1 thì các bạn nhìn sang phòng khách này. Các bạn sang tham quan phòng ngủ số 2. Đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này cũng có diện tích 16m2 các bạn nhé. Phòng ngủ này có diện tích 16m2. Rồi, các bạn quan sát các bạn làm việc lấy ánh sáng ở phía bên tay phải cái cửa sổ làm việc. Khi các bạn mở cửa sổ ra thì chúng ta không phải bật điện nhé. Đây là tủ đựng đồ của gia đình. Từ phòng ngủ số 2 này thì chúng ta phải nhìn ra bên ban thờ. Rồi, các bạn là sẽ tham quan bữa cơm gia đình của người Việt Nam này. Bà chủ đâu cười gái sẽ là cụ đi cốt đi chủ chỉ cần đợi để cười thì nghe thấy tiếng chị Hương cười là thích, là tiền của đã vào đây nhà này. Chị nhỉ, em xin phép tham quan khu vực đại bản doanh của anh chị nhé. Rồi các bạn tham quan phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này rất rộng các bạn nhé. Phòng ngủ này dành riêng cho ông bà chủ, thiết kế riêng cực rộng. Đấy, có thể đặt được hai cái giường ngủ thoải mái cùng với kiểu gấu bông. Gấu bông này. Có cả gấu bông nữa này. Thỏ này. Tiến vào bật điện tham quan khu vực nhà VTC. Bật điện cho bác. Ở ngay ngay đấy. Rồi. Các bạn này tham quan khu vực vệ sinh. Phòng ngủ kết hợp với khu nhà vệ sinh khép kín luôn các bạn nhé. Đó, okay. Gạch ốp lên đến tận trần cho nó sạch. Đây khu vực phòng ngủ số 3 các bạn nhé. Từ phòng ngủ số 3 này thì các bạn thể nhìn ra phía bàn thờ. Cái phòng ăn đâu chị Hương ơi? Phòng rồi, mời các bạn tham quan phòng ngủ số 4. Yến bật điện lên cho bác, có biết chỗ bật điện không? Đây này. Ở phía ngoài cơ. Phía ngoài. Đây, rồi, cảm ơn. Đây rồi. Các bạn tham quan phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này có diện tích là 12m2 các bạn nhé. Không gian và các cửa để lấy sáng. Có hai cửa để lấy ánh sáng để đỡ mất cái tiền ánh sáng năng lượng điện nhé các bạn nhé. Đây là phòng ngủ số 4. Từ phòng ngủ số 4 này thì các bạn nhìn sang phòng ngủ số 3. Và phòng ngủ số 4 có khu vực nhà vệ sinh. Rồi, về phòng vệ sinh. Bật điện đi. Đây, cú bật điện luôn. Rồi, đây là cái tham quan cái phòng vệ sinh rất đẹp và hiện đại các bạn nhé, kết hợp với phòng tắm luôn, bình nước nóng hãng gì đấy, Olympic. Các bạn quay lại một lượt nữa nha. Đây là phòng khách kết hợp với bàn thờ chung của gia đình, và phía bên kia thì các bạn có hai phòng ngủ. Và từ phòng khách này chúng ta đi nhìn xuống khu vực này là khu vực bếp các bạn nhé. Chúng ta tham quan khu vực bếp luôn này. Đây là khu vực nhà bếp.
À, các bạn có thể tham quan khu vực bếp. Ở phía này bắn mái, chúng ta lợp có phần mái nhựa đây để lấy khe sáng. Đây là cái hệ trần, các bạn quan sát hệ trần. Đây khu vực gian không gian nhà bếp. Từ khu bếp này thì chúng ta có thể quan sát ra phía cổng nhé. Ai vào chúng ta có thể phát hiện được ngay này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái cổng phía ngoài không gian bếp. Nhìn thấy rồi. Đấy, rồi, ok. Rồi các bạn, từ không gian bếp này chúng ta sẽ quay được vào, nhìn vào phòng khách và phòng thờ của gia đình. Đó, từ đây các bạn nhìn ra phòng khách của gia đình và ra khu vực sân. Rồi, đó, các bạn nhìn lại khu vực phòng khách một lượt nữa. Nhắc lại các bạn là cấu trúc nhà, diện tích mặt sàn là 130m², 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. Và phía đằng sau là khu vực bếp, nhà bếp nha, các bạn quan sát được. Chỗ này là treo tranh gạo Phú Gia hả chị? Ừ. Các bạn cứ tưởng tượng có bức tranh đi nhá. Đây là cái khu vực trước cửa nhà thì các bạn nhìn thấy có thể rau sạch của gia đình và những hàng cau rất mát vào mùa hè, thì các bạn chú ý. Chúng ta sẽ nhìn lại cái quang cảnh phía ngoài của ngôi nhà. Ngôi nhà đang vào giai đoạn chưa kịp sơn thì các bạn nhìn chưa đẹp, hôm nào sơn thì sẽ tiến hành quay tiếp cho các bạn quan sát cái hình ảnh sơn của ngôi nhà lên thì rất đẹp. Chị gửi cho các bạn xem. Rồi các bạn nhìn phía trước vào đây rồi. Người đẹp đây. Hello. 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 Hello cậu. Chị vào ăn cỗ đi, không thì hết cỗ rồi. Cỗ vừa đi ăn về xong rồi. À, vừa đi ăn về à? Ừ. Bác Hùng nên làm lẩu rồi, sắp hết cỗ rồi. À, thế là làm lẩu rồi. Rồi chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh không gian phía trước của ngôi nhà hiện đại này nha các bạn nha. Thì đi không anh mời. Ngôi nhà có diện tích là 130m², có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách kết hợp với phòng thờ. Vậy là tổng cộng là 6 phòng. Rồi hỏi. Có 6 phòng thế cả. Anh đi thăm bên này. Không vậy, phải đợi nhau ấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết đoạn video clip này. Chúc các bạn những ngày cuối năm vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất về những không gian ngôi nhà đẹp. Đây rồi, Yến cười cho bác gái. Ok. Bye bye, bye bye. Rồi, bạn nào mà cần bản vẽ của ngôi nhà này thì để lại số điện thoại và địa chỉ email, tôi sẽ chuyển cho các bạn nha. Các bạn nhận được bản vẽ của ngôi nhà này hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Rồi, chúc các bạn những ngày cuối năm vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.